Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình là ngày 27 tháng 3 2019. Và hôm nay bên mình có thanh lý điện thoại cũ mà giá rẻ lắm các bác ạ. Nên là các bác, nhiều bác cứ gọi hỏi em, nhưng mà các bác thông cảm cho em. Em nhiều khi em đã bán rẻ rồi các bác, nên bác trả cho em cái giá nó hợp lý một tí. Nhiều bác mặc quả qua già qua cứ trời. Nên là các bác mua hàng nhà em thì các bác cứ yên tâm về sản phẩm chất lượng. Bên em thì có ship 3 miền Bắc, Trung, Nam. Và nếu các bác, nhiều bác không nhận hàng, các bác cứ nhận hàng đi mà không ưng thì các bác có thể gửi lại bên em được. Bên em sẽ ok, sẽ trả lời các bác. Đây ạ, các bác có thể liên hệ em qua Zalo, Facebook hoặc là đăng ký kênh YouTube của em. Bên em sẽ sản phẩm giới thiệu sản phẩm theo ngày. Bên em có sản phẩm nào bên em sẽ giới thiệu cho các bác. Các bác ưng sản phẩm nào các bác có thể là inbox cho em. Và sản phẩm đầu tiên thì mình giới thiệu là sản phẩm iPhone 6. iPhone 6 bên mình đang bán với giá là hơn 2 triệu đồng. Bên mình là thanh lý giá là rẻ lắm đấy các bác ạ. Nên các bác mua hàng thì em cứ yên tâm, không phải lo đâu, chất lượng đâu. Không ưng các bác cứ giữ lại em thoải mái. Số của em thì in luôn trên kênh YouTube đấy. Các bác có vấn đề thì các bác cứ alo trực tiếp cho em, nên các bác không phải lo về vấn đề bảo hành hay là dí may dí miếc. Các bác yên tâm, mua hàng thì em thuận mua vừa bán mà. Mình bán hàng thì bên em thì đặt cái chữ tâm lên hàng đầu, nên là các bác mua hàng thì yên tâm. Sản phẩm tiếp theo bên em giới thiệu là chiếc Oppo. Con này là Oppo F1S. Em thì em hay quên. Em đang bán với giá là hơn 2 triệu đồng. Em đang bán với giá là dưới 2 triệu đồng nhé. Các bác ưng sản phẩm bên này bên em thì các bác có thể là thích nhé. Thích vào sản phẩm này hoặc các bác có thể comment bên dưới cho em sẽ lời trả lời các bác. Và sản phẩm tiếp theo em giới thiệu các bác là Samsung J7 Prime. Con này em cũng đang thanh lý cho các bác, giá 12 triệu đồng các bác. Các bác mua hàng thì em toàn hàng đẹp thôi, toàn hàng zin chưa sửa chữa gì. Nhưng mà em bán thì em bán toàn hàng zin đấy, chưa sửa chữa rồi. Nhưng mà nhà em thì em chuyên sửa chữa đấy. Nên là các bác em mua hàng thì em cứ yên tâm. Khách nào vào nhà em bán hàng em sẽ lọc hay em sẽ chọn những con máy ngon nhất cho các bác. Nên các bác mua hàng thì em yên tâm. Sản phẩm tiếp theo em giới thiệu cho các bác là chiếc Oppo A3s. A3s em đang bán với giá là 2.400.000 đồng và có sạc BK theo máy. Nên là các bác mua hàng thì em cứ yên tâm đi. Sạc này là có sạc xịn theo máy nhé. Máy này khách mới dùng 1 tháng thôi, nên sản phẩm còn mới 99% tuyệt đối nhé. Và sản phẩm tiếp theo bên em giới thiệu cho các bác là chiếc Oppo F5. F5 bên em đang bán với giá là 2.500.000 đồng. Và con này là có vân tay này, có mật khẩu mở khóa màn hình này, và RAM thì 3GB, bộ nhớ thì 32GB. Con này là chạy khá là ok nhé. Nên là các bác mua hàng nhà em mà cứ yên tâm về chất lượng hay sản phẩm đấy. Và sản phẩm tiếp theo bên em giới thiệu cho các bác là 4 chiếc Oppo A37. A37 này bên em đang bán với giá là hơn 1 triệu đồng. Các bác muốn biết giá chuẩn giá thì các bác có thể liên hệ thì em qua Zalo, Facebook hoặc là các bác cạc trực tiếp cho em. Hôm nay thì em level thì hơi muộn, nhưng mà mai em sẽ up lại video này để cho các bác xem. Ban ngày cho các bác xem ưng sản phẩm nào đây ạ. 4 sản phẩm là còn khá đẹp nhé, ok nhé. Nên các bác mua hàng thì em yên tâm. Sản phẩm bên em giới thiệu cho em các bác là chiếc Samsung J7 Pro. Pro này thì em đang có màu đen. Màu đen bên này bên em đang bán với giá 2.500.000 đồng. Con này là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Pin thì rất là trâu bò nhé. Nên là các bác mua hàng sản phẩm bên em yên tâm về chất lượng sản phẩm. Nên là bên em là có bảo hành 6 tháng, nên các bác mua hàng thì em cứ yên tâm, không phải lo. Sản phẩm tiếp theo là chiếc Samsung A5 2016. Bên em vẫn đang bán với giá là hơn 2 triệu một tí nhé. Sản phẩm đẹp 99% nhé. Đây, A5 2016, máy còn khá là ok, rất đẹp. Samsung này pin là rất trâu. Và hàng thì nhà em thì về liên tục nhé. Hết nhà em lại nhập, nên là các bác không bao giờ có hàng tồn kho đâu. Nhà mình, nhà em đây còn là sản phẩm có hai chiếc con Sony Z5. Mình nhiều lúc mình hơi Sony Z5. Nên đồng bản với giá là hơn 1 triệu đồng. Máy là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Con này là pin khá là ok, mà loa thì chuông thì rất to, rất phê nhé. Nên các bác yên tâm. Nhà em, ngoài nhà em ra thì còn 3 sản phẩm là Xiaomi Mi 5A này, Mi 3 này, Mi 4 này. Em đang bán với Mi 5A thì em đang bán với giá 2.200.000 đồng. Và con đấy là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Và con hai con Mi còn lại, Mi 4, Mi 3 thì em đang bán với giá hơn 1 triệu đồng.
Sản phẩm bên em thì hai sản phẩm đấy thì là RAM 2 bộ nhớ 16 và sản phẩm đấy là full book hết các bạn nhé. Mi thì nhà mình là toàn full book nhé, là Mi nhà mình là không có điện thoại cũ đấy. Các bác mua hàng bên em thì các bác trả cho em thì giá nó hợp lý một tí, em đã thanh lý rồi, rẻ rồi, trả em đèo quá nhiều khi chát chẳng muốn đăng bán nữa, nên nhưng mà thôi vì cuộc sống mưu sinh thì em vẫn phải đăng bán đấy. Các bác thì ưng sản phẩm nào có thể là alo cho em nhé. Đây là F5 này, ABS này, có bộ F1S này, và con này là Samsung J7 Pro 2 đấy ạ, và đây là J7 Pro các bác nhé, nhớ J7 Pro nhá. Các bác xem kỹ video giúp em nhé, có ưng sản phẩm là các bác có thể là trực tiếp cho em cho nó dễ 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 trả lời nhé. Và đây là còn lại là bốn chiếc Oppo A7 nhá, em còn bốn chiếc thôi nhá, không còn nhiều đâu. Lúc mà các bác đặt hết hàng rồi bên em lại không có hàng cho các bác đâu, nên các bác đặt nhanh tay sớm nhé, đặt tay sớm nhé, nên em sớm ưng bác nào thì em có thể giảm giá cho các bác được nhé, em thanh lý hết, riêng đêm nay thì em thanh lý hết cho các bác cứ đặt hàng đi nhé. Đấy đây này, đây quả cuối cùng đây, bên em vừa thay quả này cho khách này. Bình phòng tướng từ lương này. Đấy đấy, và chắc là em cũng xin dừng clip tại đây. Các bác nhớ các bạn thì các bạn ấy, thì nhớ đăng ký kênh YouTube của em để xem video dõi clip của em giới thiệu sản phẩm của các bác, và xin chào, chắc hẹn lại các bạn clip sau nhé.